Chào mọi người, chúng tôi rất vui được gặp lại mọi người ở clip này. Đã trải qua giai đoạn học tập và đang giai đoạn thực tiễn cuộc sống, chúng tôi rất tâm đắc với câu nói của bậc tiền bối xưa của danh nhân Nguyễn Trãi: nên thờ nên thầy nhờ có học, no ăn no mặc bởi ai làm. Mọi người thân mến, trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế, ngày càng có nhiều thiết bị bằng đến công suất hiện đại nói chung và linh kiện điện tử công suất nói riêng được xuất hiện, sử dụng rộng rãi trong hầu hết lĩnh vực, như nhiều thiết bị và dây chuyền sản xuất tiên tiến, mà còn có cả trong việc phục vụ đời sống, sinh hoạt của con người. Muốn tiếp cận và sử dụng được thành thạo các hệ thống hiện đại đó, mỗi người kỹ thuật cần có hiểu biết cơ bản về kỹ thuật điện tử nói chung và điện tử công suất nói riêng. Tại các trường học hiện nay, điều kiện thí nghiệm, thực nghiệm còn rất thiếu thốn. Do đó, sử dụng phần mềm mô phỏng sẽ là phương án tối ưu và hữu ích trong quá trình đào tạo, nghiên cứu. Nó là công cụ quan trọng cho phép khảo sát, tìm hiểu về cấu tạo, đặc tính, nguyên lý hoạt động của đối tượng, hệ thống, mà không nhất thiết phải có đối tượng hay hệ thống thật. Vì vậy, trong clip này, chúng tôi giới thiệu đến mọi người nội dung kiến thức hướng dẫn MATLAB Simulink thực hành mô phỏng điện tử công suất của tác giả là tiến sĩ Trịnh Quang Vinh. Đây là một tài liệu hướng dẫn quý báu cho mọi người, vì tài liệu nói về nội dung như thế này là rất hiếm hoi trên các kệ sách hiện nay. Nội dung hướng dẫn này không chỉ là tài liệu tham khảo cho lĩnh vực kỹ thuật, mà các lĩnh vực khác cũng có thể tìm thấy nhiều kiến thức bổ ích liên quan mà mọi người quan tâm. Tài liệu hướng dẫn có nội dung như sau: 1. Nói về diode. 1.2. Nói về thyristor. 1.3. Nói về ratio. 1.4. Nói về MOSFET. 1.5. Nói về ion switch. 1.6. Nói về IGBT. 1.7. Nói về các cầu thông dụng. 1.8. Nói về đo dòng. 1.9. Nói về đo áp. 1.10. Nói về đồng hồ đo vàng năng. 1.11. Nói về cơ sở về Simulink. 1.12. Nói về bài thực hành mô phỏng điện tử công suất dành cho sinh viên. 1.13. Là một cuối, nói về cách điều khiển phát sóng thyristor. Tiếp theo sau clip phần 1, phần 2. Trong clip này, chúng tôi tiếp tục giới thiệu hai mục cuối của tài liệu hướng dẫn là 1.12 và 1.13. Các mục trước chúng tôi đã giới thiệu trong clip khác. Nếu mọi người quan tâm từ mục 1 đến mục 11 của cuốn tài liệu này, thì mời ghé đến thăm kênh YouTube của chúng tôi, sẽ có được thông tin đầy đủ nhất. Hãy đăng ký vào kênh của chúng tôi, vì biết đâu sẽ có lúc mọi người cần tìm kiếm một vài thông tin gì đó từ chúng tôi thì sao. Để ủng hộ chúng tôi cũng như để theo dõi được clip khác từ chúng tôi, mời mọi người bấm vào nút đăng ký để đăng ký vào kênh của chúng tôi, bấm nút like và chia sẻ, vì biết đâu có những người quen của mọi người đang cần tìm kiếm thông tin về nội dung hướng dẫn mô phỏng điện tử công suất này, vân vân. Thay cho lời cảm ơn chúng tôi hy vọng clip này sẽ mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã ghé xem clip của chúng tôi. Bây giờ mời mọi người cùng xem clip.
Đến đây là kết thúc toàn bộ nội dung của tài liệu hướng dẫn. Để nhận được đầy đủ nhất về tài liệu hướng dẫn này, cũng như nhiều thông tin bổ ích cần thiết khác, chúng tôi mời mọi người ghé đến kênh YouTube có địa chỉ mà chúng tôi đã cung cấp phía dưới của clip này. Mọi người sẽ cập nhật được đầy đủ toàn bộ các thông tin từ chúng tôi. Do thời gian cũng như khả năng trình bày còn hạn chế, chúng tôi mong muốn nhận được nhiều góp ý hay nhận xét của mọi người để clip tiếp theo chúng tôi sẽ thực hiện được tốt hơn. Chúng tôi chúc mọi người khai thác tốt hướng dẫn này và thu được nhiều kiến thức có ích cho mình. Trong kênh YouTube của chúng tôi còn rất nhiều giáo trình, hướng dẫn, tài liệu, v.v. khác nữa. Chúng tôi luôn chờ đón mọi người ghé thăm kênh của chúng tôi. Chào tạm biệt mọi người ở clip này. Hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo.